Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên, cho phép Hải Yến xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã và đang đồng hành cùng Top Thú Vị trong suốt thời gian qua. Như Hải Yến đã hứa, Top Thú Vị sẽ có một series video hỏi đáp về những bí ẩn của vũ trụ. Thật vui mừng khi trong tuần vừa qua, Hải Yến nhận được rất nhiều những câu hỏi thú vị của các bạn. Yến sẽ cố gắng giải đáp các câu hỏi đó một cách dễ hiểu nhất bằng những dẫn chứng và thông tin khoa học. Nếu bạn có những câu hỏi về chủ đề này, đừng quên viết câu hỏi của mình trong phần tác cộng đồng của Top Thú Vị nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Vũ trụ là một không gian vô cùng rộng lớn, khiến chúng ta khó có thể tưởng tượng ra kích thước của nó. Theo các nhà khoa học, kể từ khi sinh ra sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ luôn không ngừng mở rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được có đường kính vào khoảng 93 tỷ năm ánh sáng, trong đó có khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Còn ngoài không gian đó, đến bản thân các nhà khoa học cũng không thể hình dung ra được nó là cái gì. Ngoài sự bao la rộng lớn, vũ trụ còn tồn tại biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá. Nếu bạn là người yêu thích thiên văn, chắc chắn rằng đã không ít lần bạn ngước lên bầu trời và tự đặt cho mình những câu hỏi đúng không? Trong video ngày hôm nay, Hải Yến mời các bạn cùng đi giải mã những câu hỏi bí ẩn đó theo góc nhìn của các nhà khoa học nhé! Đầu tiên, bạn Vũ Linh Huỳnh có hỏi, chị Hải Yến cho em hỏi cái gì đã tạo ra thiên hà Milky Way? Đây là một câu hỏi rất hay bởi vì hệ mặt trời của chúng ta đang nằm trong đó. Và đây cũng là một câu hỏi lớn mà cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa có những câu trả lời thực sự thuyết phục. Theo đó, có hai lý thuyết hình thành nên thiên hà Milky Way được các nhà khoa học sử dụng rộng rãi nhất. Thứ nhất, các nhà khoa học cho rằng thiên hà được sinh ra từ những đám mây khí và bụi khổng lồ. Chúng bị sụp đổ bởi chính lực hấp dẫn của nó. Ngay sau khi sụp đổ, vật chất ở trung tâm tăng tốc độ quay, dần dần tạo thành một đĩa của thiên hà lúc sơ khai. Sau đó, đĩa khí dần nguội đi, lực hấp dẫn lúc này không ổn định, chúng tạo ra các đám mây khí nhỏ hơn, và rồi chúng lại tự sụp đổ, tạo thành mặt trời và những ngôi sao như chúng ta thấy ngày nay. Lý thuyết thứ hai, thiên hà Milky Way được sinh ra từ những vụ sáp nhập của các cụm sao nhỏ. Thay vì sự suy sụp của các đám mây lớn, các nhà khoa học đề xuất rằng thiên hà được tạo ra bởi sự sáp nhập từ những cụm sao nhỏ. Ban đầu sẽ có những cụm sao nhỏ hình cầu, qua thời gian chúng tương tác hấp dẫn và hợp nhất với nhau, dần dần sự hợp nhất tăng lên và chúng tạo thành các đĩa khí lớn như thiên hà chúng ta thấy ngày nay. Thực ra đây vẫn là hai giả thuyết hình thành nên thiên hà mà các nhà khoa học đưa ra. Để đưa ra được những lý thuyết này, các nhà khoa học đã mất nhiều thời gian để quan sát những thiên hà khác trong vũ trụ. Ngoài ra, họ còn phóng các kính viễn vọng không gian siêu lớn vào vũ trụ. Họ đã quét sâu vào không gian nhằm tìm lại quá khứ, thời kỳ lúc vũ trụ còn sơ khai. Nhưng rất tiếc, họ không thể nhìn thấy thời kỳ vũ trụ đen tối, tức thời kỳ trước khi ngôi sao và các thiên hà đầu tiên được hình thành. Chính bởi vậy, tất cả những lý thuyết trên chỉ tồn tại ở những giả thuyết. Các nhà khoa học vẫn chưa có bất kỳ một bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho sự hình thành của thiên hà Milky Way. Bạn Khang Nguyễn Nhược có hỏi, các ngôi sao dãy chính sẽ không có vụ nổ siêu tân tinh phải không ạ? Như chúng ta đã biết, siêu tân tinh là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời. Nó xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao có khối lượng lớn. Đây là vụ nổ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của một ngôi sao. Phần lớn các vật chất từ ngôi sao phát nổ với vận tốc lên tới 30.000 km/giây, tương đương với 10% vận tốc của ánh sáng. Nó gây ra một làn sóng xung kích chuyển động lan tỏa vào môi trường liên sao xung quanh. Theo các nhà khoa học, những ngôi sao có khối lượng ban đầu nhỏ hơn 8 lần khối lượng mặt trời thì về cuối đời, nó sẽ không tạo ra được vụ nổ siêu tân tinh. Khi đó, bầu khí quyển của ngôi sao sẽ mất đi và cuối cùng, nó tạo ra một sao lùn trắng. Chính bởi vậy, câu hỏi của bạn là các ngôi sao dãy chính sẽ không có vụ nổ siêu tân tinh phải không? Câu trả lời của Hải Yến đưa ra là không, bởi vì tất cả các ngôi sao mà có khối lượng ban đầu lớn hơn 9 lần khối lượng của mặt trời thì theo lý thuyết, về cuối đời chúng đều tạo ra vụ nổ siêu tân tinh. Bởi vậy, vụ nổ siêu tân tinh sẽ phụ thuộc vào khối lượng ban đầu của một ngôi sao, chứ không phải trạng thái dãy chính của một ngôi sao. Lấy ví dụ cho bạn dễ hình dung, mặt trời của chúng ta đang ở thời kỳ dãy chính, nhưng do khối lượng không đủ lớn nên nó sẽ không xảy ra vụ nổ siêu tân tinh vào cuối đời. Khi đó, bầu khí quyển của nó sẽ bị bốc hơi hết và nó trở thành một sao lùn trắng.
Theo các nhà khoa học, điều này sẽ xảy ra trong khoảng hơn 5 tỷ năm nữa. Bạn Epsilon Fan Top Thú Vị có hỏi, nếu như hố đen Sagittarius biến mất thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Hải Yến. Đây là một câu hỏi giả định. Ở thời điểm hiện tại, theo tìm hiểu của Top Thú Vị thì vẫn chưa có bất kỳ một dẫn chứng khoa học nào nói về điều này. Chính vì vậy, Hải Yến sẽ trả lời theo cách hiểu của mình nhé. Nếu hố đen trung tâm dải ngân hà Sagittarius nó đột ngột biến mất, thì thiên hà của chúng ta sẽ bị xáo trộn về lực hấp dẫn. Khi đó toàn bộ các ngôi sao, các đám mây trong thiên hà sẽ không bị hút về phía trung tâm nữa. Chính vì vậy, ngay sau khi hố đen biến mất, chúng sẽ có những xáo trộn về chuyển động trong thiên hà. Có thể một số ngôi sao lớn sẽ hút những ngôi sao nhỏ ở gần. Cũng có thể xảy ra nhiều vụ va chạm và sáp nhập giữa các cụm sao và các ngôi sao. Ngoài ra, một số ngôi sao phía ngoài, chúng có thể bị văng ra môi trường liên thiên hà và nó có thể bay sang và sáp nhập vào các thiên hà khác. Và đương nhiên, khi siêu hố đen biến mất, thiên hà của chúng ta cũng sẽ không còn, bởi vì khi đó các ngôi sao sẽ không còn chuyển động tương đối xung quanh tâm thiên hà nữa. Bạn Toàn Cute có hỏi, chị Yến ơi, tại sao Milky Way có đường kính 100.000 năm ánh sáng, trong khi khoảng cách của ngôi sao gần hệ mặt trời là Proxima Centauri cách hệ mặt trời tận 4,2 năm ánh sáng? Tính trung bình thì tại sao Milky Way lại có thể có từ 100 đến 400 tỷ ngôi sao hả chị? Câu hỏi này có thể được giải thích như sau. Thứ nhất, sự phân bổ sao trong thiên hà là không đồng đều. Có những khu vực có mật độ sao rất lớn như khu vực xung quanh trung tâm dải ngân hà. Nhưng cũng có những khu vực có mật độ sao rất thưa, thông thường chúng nằm rìa ngoài các cánh tay xoắn ốc của dải ngân hà. Thứ hai, thiên hà của chúng ta không phải chỉ là một mặt phẳng, nó có đường kính được ước tính lên tới 100.000 năm ánh sáng, nhưng độ dày của nó vào khoảng 1.000 năm ánh sáng. Chính bởi vậy, tính tổng không gian mà thiên hà ngự trị cực kỳ rộng lớn. Bởi vậy, theo các nhà khoa học, họ ước tính có khoảng từ 100 đến 400 tỷ ngôi sao có trong thiên hà là có cơ sở. Và con số chính xác có lẽ sẽ không bao giờ được giải mã, bởi vì ẩn nấp trong thiên hà có rất nhiều những ngôi sao lùn mà chúng ta rất khó phát hiện ra chúng. Tiếp theo, chúng ta cùng đi đến câu hỏi của bạn Long Vũ. Bạn hỏi như sau, chị ơi cho em hỏi là mặt trăng có ngày và đêm giống trái đất hay là có vùng sáng và vùng tối ạ? Như chúng ta đã biết, mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Nó quay quanh trái đất với chu kỳ là 27,32 ngày trái đất. Ngoài ra, nó cũng mất 27,32 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ tự quay quanh trục của nó. Chính bởi vậy, một vòng quay của nó quanh trái đất bằng thời gian của một vòng tự quay. Cho nên nhìn từ trái đất, chúng ta chỉ thấy được một mặt của mặt trăng. Hiện tượng này còn được gọi là mặt trăng bị trái đất khóa thủy triều. Còn xét chuyển động với mặt trời, mặt trăng cũng có chuyển động quay quanh mặt trời. Có điều quỹ đạo của nó phức tạp hơn quỹ đạo của trái đất. Chính vì vậy, mặt trăng cũng được mặt trời chiếu sáng bình thường như các hành tinh khác. Ngoài ra, do chỉ có một mặt của mặt trăng luôn hướng về phía trái đất, nên đôi khi mặt còn lại người ta gọi là mặt tối của mặt trăng. Nhưng trên thực tế, mặt đó vẫn được mặt trời chiếu sáng bình thường các bạn nhé. Và bây giờ, chúng ta đến với câu hỏi của bạn Hùng. Mất bao lâu để mặt trời quay một vòng quanh ngân hà? Và cũng cùng với câu hỏi đó, bạn Lê Thụy An có hỏi, mình rất muốn biết mặt trời di chuyển như thế nào trong dải ngân hà. Nếu di chuyển xoắn ốc theo hình dạng của dải ngân hà thì có phải một ngày nào đó sẽ di chuyển về tâm và bị lỗ đen ở tâm hút vào mất? Hy vọng được Yến trả lời. Như chúng ta đã biết, hệ mặt trời đang nằm trong cánh tay Orion của thiên hà, cách tâm thiên hà khoảng 26.000 năm ánh sáng. Ngoài ra, hệ mặt trời đang chuyển động xoay quanh tâm thiên hà với vận tốc khoảng 220 km/giây, tức khoảng 792.000 km/giờ. Với vận tốc này, hệ mặt trời cần 240 triệu năm để hoàn thành một vòng quay quanh thiên hà. Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ hệ mặt trời của chúng ta mới chỉ quay quanh thiên hà được khoảng từ 18 đến 20 vòng kể từ khi sinh ra. Và đương nhiên, trong tương lai hệ mặt trời của chúng ta sẽ bị cuốn dần vào tâm của thiên hà. Nhưng có lẽ thời gian sẽ được tính đến hàng tỷ năm sau. Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi của bạn Phương Thanh. Bao lâu nữa thì mặt trời mới đến cuối đời vậy chị? Theo các nhà khoa học, mặt trời của chúng ta được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm về trước do sự sụp đổ hấp dẫn một phần nhỏ của đám mây phân tử khổng lồ. Ở thời điểm hiện tại, mặt trời vẫn đang là một ngôi sao dãy chính,
trong khoảng 1,4 tỷ năm nữa, vùng có thể ở của mặt trời sẽ dịch chuyển ra xa ngoài trái đất, có thể lúc đó sẽ ở vị trí của hỏa tinh. Và đương nhiên lúc này trái đất đã quá nóng để con người có thể sinh sống. Và sau 2,4 tỷ năm sau, lúc thiên hà Milky Way và thiên hà Andromeda sẽ hợp nhất, rất có thể mặt trời của chúng ta sẽ bị thiên hà Andromeda bắt giữ trước khi hai thiên hà hợp nhất. Nếu sự hợp nhất này không có thay đổi đáng kể với mặt trời, thì trong khoảng 5 đến 7 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ phình ra thành một sao khổng lồ đỏ. Và khi đó, vật chất bên ngoài được phóng ra tạo thành một tinh vân, còn phần lõi sót lại của nó sẽ trở thành một sao lùn trắng. Lúc này, một hành trình mới sao lùn trắng mang tên mặt trời lại bắt đầu. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Ngoài các câu hỏi trên, Hải Yến còn nhận được rất nhiều các câu hỏi khác mà trong video này Hải Yến sẽ không thể trả lời hết được. Rất mong các bạn thông cảm. Hãy đặt thêm những câu hỏi của mình vào mỗi tối chủ nhật trên tab cộng đồng của Tốt Thú Vị để Hải Yến có thể giao lưu cùng các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.